Kính thưa quý khán giả, chiều ngày 5 tháng 3, Công an Tây Ninh tổ chức nghiệm thu đề tài niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1945-2015. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Phan Thanh Long, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an, Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Tây Ninh, Thiếu tướng Ngô Quang Long, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Tây Ninh cùng các đồng chí trong ban giám đốc công an tỉnh. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đề tài biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh 1945-2015 gồm 6 chương, mỗi chương là một giai đoạn lịch sử, đã hệ thống một cách khoa học toàn diện đầy đủ các sự kiện lịch sử nổi bật trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khẳng định vai trò của Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh xuyên suốt sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Trong lãnh đạo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng, tổ chức đảng và công tác nghiệp vụ. Đây là cơ sở tài liệu quan trọng để Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của Đảng bộ Công an tỉnh đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Văn Trãi cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của chủ nhiệm đề tài và tổ biên soạn đã vượt qua các khó khăn, thu thập phong phú tư liệu, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng bộ Công an tỉnh, cán bộ công an lão thành, các chuyên gia trong quá trình nghiên cứu soạn thảo để hoàn thiện đề tài ở mức tốt nhất. Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1945-2015 là công trình độc lập, được triển khai nghiên cứu công phu, nghiêm túc, nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, có độ tin cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp, bám sát đối tượng, đáp ứng yêu cầu một công trình biên niên sự kiện. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài, thống nhất đánh giá công trình đạt loại xuất sắc với số phiếu 100%, đủ điều kiện để nghiệm thu và xuất bản.